Đội Cảnh sát Kinh tế của Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một chủ lò mổ có hành vi bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ. Trước đó, chiều ngày 7 tháng 8, sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, một tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ập vào kiểm tra lò mổ của gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Phương, 42 tuổi, ở địa chỉ 80 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Thời điểm này, trong lò mổ nhà bà Phương có nuôi nhốt 9 con bò. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang anh Nguyễn Ngọc Dương, 40 tuổi, trú cùng phường, đang có hành vi dùng ống nhựa bơm nước vào bụng 2 con bò. Anh Dương khai nhận đã được bà Phương thuê đến đây làm việc và được trả tiền công 4 triệu đồng trên một tháng. Công việc hàng ngày là chăm sóc bò và bơm nước vào bụng bò. Hành vi bơm nước vào bụng bò nhằm mục đích tăng trọng lượng trước khi đưa đi giết mổ là do bà Phương chỉ đạo anh Dương làm.